Shop Bình Ngô xin kính chào toàn thể anh em. Đến với Shop Bình Ngô xin giới thiệu với anh em một số các cái mẫu cò, mẫu vạc nhé. Mẫu cò bợ, cò mã, cò ma hay là cò trắng và một cái mẫu lan cắp quang hay là keo bẫy cò của bên em. Thì tiêu biểu đây là những con cò của bên em. Đấy, đây là con cò trắng này, cò trắng băng xốp đệm mềm dẻo em đang bán với giá là 20.000 đồng một con. Vạc xốp là 50.000 đồng một con được làm bằng xốp cứng. Còn cò mã tháng 8, cò mã tháng 3 là 35.000 đồng một con các bác nhé. 35.000 đồng một con. Còn lan cắp quang bên em đang bán với giá là 130.000 đồng một kg. 130.000 đồng một kg có loại 1 ly 7, 2 ly 1 và 2 ly 3 cắt dài 50, 60, 70. Một số lan có cả 80 nhá. Ship code toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Các bác đặt hàng các bác cứ để lại số điện thoại giúp em ạ. Đó. Đây thì hôm nay bên em sơn rất là nhiều lan luôn nhá. Rất là nhiều lan. Đây em sẽ quay chỉ quay một góc cho các bác xem thôi. Đó, lan của bên em thì rất là nhiều. Hàng thì ship code toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hàng lúc nào bạt ngàn luôn các bác nhé.